Audio Jungle. Dày quá không giải quyết gì hết đúng không? Mình sẽ tạo ngoài này, ví dụ như trong đó dày thì mình sẽ bắt cái này là cái này nó có xuống không? Vẫn xuống hai mấy cái này chỉ để à, bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi nha đúng không? Đúng không? Những cái này đã bỏ này. Đây có quả. Hai trái luôn. Để được cái nào thì được chứ. Đây vẫn còn. Em trái xem thử chất lượng thế nào. Cực kỳ ngon. Cái này cái trái này mình nó để nó còn nó mới để. Đấy, về cơ bản là mình cũng tỉa thế thôi. Anh cơ bản là đĩa không? Bây giờ em giờ như thế như thế này. Em tỉa sửa còn vài vấn đề như thế này đấy. Hãy như giờ những cái cành như thế này. Cái này có thể bỏ đúng không? Bỏ đi. Cái này cũng mình không để chưa. Tại vì có cành như thôi rồi. Rồi. Bỏ được. Và hiện tại ví dụ như những cái cành mà hiện tại anh cắt cái này là cắt năm nay là không có trái nha. Chứ sau năm là không được cắt nữa. Những cái cành này là không cắt. Bây giờ là không có trái là mình cắt hết. Mình muốn cho thoáng để cho nó ra thì cái đọt đây mình lắm đi. Đó, nó sẽ thoáng ra. Tương tự cái đọt đây, cành đây thì mình sẽ bấm ngay đây luôn. Có thoáng hẳn luôn. Cành đây thì bấm luôn. Cành nó bấm luôn á. Đúng không? Cành đây là phải bấm lại đúng không? Được. Ừ đấy. Đó, như cành đây là bây giờ mình sẽ bấm ở đây cho cành này nó ra. Ừ. Nó không thoáng. Cơ bản là cành này nó sẽ đẩy ra. Số cành nó sẽ ngay là phải bấm chứ. Cái này phải bấm bớt đi, vì như quá nhiều cành này. Ừ, để em tùy theo bên này. Vì là cái lượng trái khi mà nó không tỉa đấy được. Nó ra quá nhiều luôn mà không thể nuôi được. Mắc sức là cái này bỏ nó chết luôn. Ừ. Thế bây giờ thì mình mới vào cho nên là mình đi, nhiều khi là mình bấm thấy quả nó mình cũng hơi bút ruột. Cho nên là nhiều khi là không mạnh tay được. Đấy. Cái này bấm lên trên vài cây. Ừ. Bây giờ cái cây cũ thì bây giờ thì chỉ cải tạo rồi. Thế nó mới mệt. Lô này thì cải tạo là hết luôn. Cái là cái là cành bây giờ do anh bấm trước giờ em lại bấm cây khác cho anh rõ hơn nha. Bấm cây khác cho anh nhìn cho rõ. Ở cơ bản thì mình tạo vậy. Ừ. Đọt này hơi chơi bấm luôn đọt này. Đó, mình tạo cho nó cân đối như vậy. Ừ. Cây nó thoáng anh thấy không? Thoáng như vậy nó sẽ không có sâu bệnh đó nữa. Bây giờ xin lỗi bạn cây khác cho anh. Cũng làm mấy cây tốt chỗ này. Rồi để cái này cũng mình bấm rồi. Nhưng mà chắc là chưa gặp được cậu. Đúng, cái này cũng mình bấm rồi. Bấm thì hay cây nó khác hẳn vậy. Lá xanh đó, liền á. Trời ơi, đó cũng mình bấm rồi. Nó có lực lại hết rồi. Đó. Nói chung là còn vài vấn đề nữa mình xử lý thêm. Cái này thì nói chung bây giờ mình không có để gì thấp quá. Mình cái cành kia cũng bỏ đi đúng không? Không có trái mình
mấy cành thấp này không cần thiết. Sau này nó ra nó cũng xè xuống cái đất à, nó cũng bệnh à. Mấy cái đó nó xè nó khác đất rồi, nó cũng rồi cái đấy mình biết rồi đó. Cái này nó bỏ nó bỏ rồi, bỏ rồi nó đây bỏ đây. Cái này mình cấy cái loại cỏ lạc dại là có được không? Có lạc được, lạc được đi, lạc được, được cấy phủ ở đây được đi. Thì cái anh bấm cơ bản thì nói chung cũng ổn định rồi này, chúng ta tạm ở đây. Thì có bên dưới là chưa được thoáng đúng không? Giờ em lại em bấm cái kia đi. Cái này anh chưa bấm này. Đây là chưa bấm đây. Cái âm thầm này, âm thầm này. Cái âm thầm. À, cái âm thầm này đi. Đây đây, nó có làm cỏ kia rồi đâu em? Nhờ. Đây cỏ nó ăn hết không? Ừ. Nó làm cỏ kia rồi. Không làm gì hết, không làm, để tất cả để nguyên xi nguyên bản và này đỡ là không có bộ xích kích thích nè. Dạ. Chưa có bộ xích chích, chưa có bộ xích thiết kế cho anh để nha. Ừ. Nói cái này không con sáng rồi chết rồi cần rồi những cái đấy thì cơ bản cũng nắm được, chết cần hết, cắt thông thoáng toàn bộ bên trong ra đúng không? Và cao ở bên dưới đi đúng không? Không mà anh cắt là giai đoạn này là anh cắt thôi nha, chứ còn sang năm nó bắt đầu những cái cành này nó hạt, những cái cành này nó nằm ở phía ngoài là mình không có động chạm tới nha. Ừ. Những cành đó là những cành trái. Ừ. Mình không có động chạm, giờ mình cạo tán mình cắt thì mình sẽ cắt bỏ đi. Chứ sau này là những cành này mình cũng không cắt nữa. Ừ. Rồi ví dụ như sang năm những cành này anh cho mình ra tới bó thì nó sẽ ra những cành đó nên mình không cắt. Cái này nó quá nhiều cành rồi, nó chỉ bẻ mỗi cái chồi bên trên này phát nó đâm ra như thế này đúng không, rậm quá, rậm quá. Những cái cành kia thì phải bỏ, nhưng mình bỏ cái này đi. Chưa, cái này thì vì để ra như vậy, năm cành này thì to quá, rậm quá, khử cành gì ạ. Mình thì mình sẽ khử cái này. Mình chưa tạo xong rồi. Mình tạo mình phải nhìn nữa. Ví dụ như mình cắt nó thoáng ngắm ra lại ra hả? Mình cắt nó thoáng ra thì mình không cần. Xả tay ra. Rồi ít nữa nó dính lên, nó lên, nó mọc lên. Sau khi mình cắt ở giữa thì nó tự thu vào đúng không? Nó thu vào nó bung ra. Ừ. Bung ra là ở giữa mình thoáng lúc nào ánh sáng vô là không có bệnh. Ừ. Sáng vô là không có bệnh. Giờ anh cắt ra chứ, còn tháng sau là bắt đầu nó bung ra lại. Ừ. Bung ra rất là cây nó phát triển lớn hơn nữa. Mà thực ra là nó ở cái tầm này là cắt tỉa nó mới dễ là mẹ nó để tự nhiên sau nó cao to nó khó làm lắm. Tầm không biết các cành nào. Không biết các cành nào. Rất khó. Cảnh giai đoạn này dễ rất không còn để nữa. Khó xử lý.
Đây là những cây này mà nó chả bón phân gì cũng là thế là cũng là sung mãn chứ nhỉ? Sung mãn những cái nào được à? Không nó được một số ít. Những cái cỏ quá nhưng mấy cái này cỏ quá. Không, cái này nếu cắt tỉa nó sẽ đỡ đi nhiều đi. Nó không có nuôi tầm bậy hả? Ừ, nó không nuôi tầm bậy. Đỡ. Thấy không, giờ cây nó thoáng, ít bữa nó khỏe rồi. Hay cái đấy, cái này nè. Em quay lại thời gian sau á. Em đi dịp, em đi ngang qua em xem mà thấy nó khác đi. Mình nuôi tàn ra chứ không cần nuôi tàn lên, cứ nuôi ra ở trên cả, sau này mình phun thuốc nó dễ, nuôi tàn lên sau này phun thuốc mệt lắm. Phun thuốc rồi là tỉa quả, tỉa trước của các thứ đều dễ. Đây chỗ trồng đống này, này nuôi mất hết sức không? Ừ, mất hết sức. Nó dọn xem thấy thoáng thoáng đều hết rồi. Cái này mà làm cho nó hồng chỉnh cây luôn. Ừ, làm hoàn chỉnh. Rồi vấn đề cơ bản nó là vậy. Là sau này mình không có để ý như thế này nữa. Mình chỉ tạo sơ, ví dụ như đọt này lên cao quá, những cái đọt chính này lên cao như thế này nè. Rồi mình cắt ra cho nó xề ngang ra. Còn những cái cành tây này bắt đầu được sang năm tới đây là mình sẽ lạc sơ thôi. Mình ví dụ như không có trái thì mình sẽ làm sơ một lần, và có trái rồi thì mình để sau khi thu hoạch xong thì mình lạc sơ nữa, chứ mình không được lạc những cái cành này nữa, lạc những cái này